Xin chào tất cả các bạn, quay trở lại với kênh Margin ATM. Đây là nơi chia sẻ kinh nghiệm trade margin crypto, forex, stock US. Mình là Huy và trong video ngày hôm nay thì chúng ta sẽ nói về tình trạng của Bitcoin sau khi nó điều chỉnh về vùng 9.600 đô. Và trước khi đi vào video thì Margin ATM tụi mình có một group Telegram nơi trao đổi chia sẻ kiến thức, kinh nghiệm với nhau. Anh chị và các bạn nào quan tâm có thể scan mã QR code trên màn hình hoặc bấm vào đường link mình để trong phần mô tả để tham gia group nhé. Trong group thì ngoài mình với các admin khác ra thì còn có rất nhiều anh em giỏi khác nữa. Đây là cơ hội rất là tốt để cho anh em giao lưu với nhau. Quay lại video ngày hôm nay thì chúng ta sẽ nói về tình hình của Bitcoin. Có thể là một cú hồi mạnh mẽ cho Bitcoin hay là không? Đây, thì hôm qua mình sẽ soi chart một ngày ha. Hôm qua Bitcoin nó đã bấm nén với một thanh binh ba, với một cây nến đuôi dài phía dưới này rút chân lên, nó chạm đến cái vùng là 9.452 ha. Giá thấp nhất là 9.452, nó chạm đến cái vùng này và một sự từ chối giá ở cái vùng này được diễn ra khi mà nó rút chân lên và đóng nén ở phía trên cái vùng support này. Thì mình vẫn có xu hướng là nghiêng về long lên, nghiêng về mua vào hơn ha, khi mà cái xu hướng tăng này nó vẫn chưa được phá vỡ. Khi mà cái volume giao dịch của con sóng điều chỉnh này cũng không mạnh, khi mà cái volume giao dịch nó đang thấp dần, chứng tỏ là lực bán đang yếu dần và lực mua cũng đã chống lại lực bán cũng rất là mạnh. Thể hiện qua các cái thành vô khối lượng giao dịch này, volume. Mình soi đến cái 0H4 à. Đây, ở đây thì mình có thể thấy rõ hơn khi mà cái volume giao dịch nó cũng đang thấp giảm dần chứ không có tăng dần ha. Và hôm qua nó hình thành một cái setup rất là đẹp cho nên vào lệnh. Đó là cái thanh binh ba này, binh ba rất là đẹp nên có thể đặt mua ở đỉnh, ở mũi của cây binh ba này mà cắt lỗ ở dưới đáy của cây binh ba này ha, và nên có thể canh ăn được con sóng điều chỉnh, ăn được con sóng hồi ở đây. Và cây của mình là vẫn chờ nó, mình sẽ vào lại khi mà ở thời điểm hiện tại luôn. Nhưng mà mình sẽ bẫy nhỏ tầm 70 vì cái mức cắt lỗ của mình nó rất là dài ở mức 9.437 và điểm vào lại là 9.676, và lợi nhuận của mình có thể canh nó là 10.154 này. Và hiện tại nó cũng đang hình thành đây một con sóng giảm khi mà chưa được, nhưng mà chưa được xác nhận khi mà nó hình thành một cái đáy cao hơn và một cái đáy thấp hơn, khi mà cái đáy sau này nó cao, nó thấp hơn cái đáy trước, và cái đỉnh sau này nó thấp hơn cái đỉnh trước và cái đáy sau này nó thấp hơn cái đáy trước, thì nó có thể là hình thành có xu hướng giảm dành cho Bitcoin sắp tới. Và mình, nhưng mà nó vẫn chưa được xác nhận bởi vì nó chưa đóng nén H4 ở ngoài cái vùng 9.619 này ha. Nó chỉ là một cái phá vỡ giả, đó là false press, một cái đuôi râu nén đã từ chối giá ở đây. Thì mình vẫn kèo là 9.676 mình sẽ long lên và cắt lỗ 9.437, và tí nữa mình sẽ cập nhật ở trên channel của Telegram cho anh em có thể theo dõi hơn. Và còn tiếp theo là Bitcoin Cash, BCH ha. Và Bitcoin Cash nó đã phá vỡ được cái đường trend line tăng, và nó đang hình thành một cái xu hướng giảm khi mà nó vừa phá vỡ được cái đáy thấp nhất, giảm đến cái đỉnh cao nhất, đây là cái đáy này. Và mình vẫn kèo ở đây là mình vẫn chờ nó hồi về và mình short xuống.
khi mà cái lượng volume giao dịch khá cao, volume giao dịch khá cao, 1, 2, 3, 4, 4 cái volume giao dịch tăng đột biến như thế này thì chứng tỏ là lực bán của nó rất là cao, cho nên là mình sẽ canh hồi về kháng cự và mình sẽ short xuống, bán xuống ha. Trước mắt là mình sẽ hồi canh nó hồi về cái vùng kháng cự như ở đây. Đây là một vùng lý tưởng cho nên có thể bán xuống rồi. Cùng BCH. Đây. Ở vùng 423 đến 436 để có thể sell xuống. Và cái mức cắt lỗ là ở trên này, ở phía trên. Đây mình sẽ soi bằng Fibonacci ha. Đây, mức cắt lỗ là tầm 462 và mức vào lệnh là 429,6 ha. Ở đồng Litecoin, Litecoin thì nó cũng đang hình thành một cái xu hướng giảm này với một cái thanh volume giao dịch khá là cao, nhưng mà volume giao dịch này nó đã bị giảm khi mà cái lực buy của nó, cái lực volume giao dịch nó đã thấp, chứng tỏ là lực bán cũng đã cạn kiệt và phe gấu đã có bị kiệt sức và phe bò có thể là quay trở lại thị trường và pump lên. Nhưng mình vẫn nghiêng về kèo là short xuống khi mà giá nó chạm cái vùng là cái vùng đỉnh đỉnh trước của cái cặp này, vùng kháng cự là 73,4, mình sẽ sell xuống ha. Và nó chạm được cái chạm bậc lần thứ ba của cái đường trên line này và mình sẽ short xuống. Video nhận định thị trường của mình ngày hôm nay đến đây là kết thúc. Trước khi kết thúc video thì với các anh em chưa tham gia vào group Margin ATM thì có thể tham gia bằng cách scan cái mã QR code trên màn hình hoặc tìm kiếm trực tiếp bằng cách search account Margin gạch ngang ATM để tham gia nhé. Nếu anh em đã có tài khoản thì thoải mái tham gia group để nhận signal free nhé. Và anh em có thể ủng hộ tụi mình bằng team tụi mình bằng cách đăng ký tài khoản sàn SnapX, Bingbong hoặc Let's Trade theo link giới thiệu của tụi mình. Mình sẽ để link đăng ký ở dưới phần mô tả. Và tụi mình sẽ lấy đó làm kinh phí để mời thêm nhiều các pro trader về team phục vụ cho mục tiêu chung của anh em đã đạt được lợi nhuận. Xin cảm ơn tất cả các anh em.